Chú là chú thấy ông sư Minh Tuệ làm như vậy là triệt để theo lời Phật giáo Hòa Hảo của mình đó, là ông có bốn cái không đó, là không có nhận của cái, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh của Hồng Vinh Giang, là ông đi cũng bình thường vậy thôi đó, chân đất đầu trần rồi đã áo không mặc quá bố vi, nhưng mà lượm những cái y đó của nghĩa địa nghĩa trang hoặc là người ta bỏ đó rồi mới may lại bận, không được nhận y may sẵn của bà con, rồi ăn thì ăn tới giờ ăn được bao nhiêu ăn nấy, ngủ cũng không được, ngủ ấm ngủ êm, ngủ phải ngủ rừng ngủ gốc cây, gốc cây ngủ phải ngủ ngồi nữa chứ không có được ngủ nằm nữa, không có thì mình đâu có bằng nữa đâu. Có nhiều người thấy phê phán nhưng mà đó không đúng, tại nhưng một khi mà người mình mà phát tâm về tu á thì rất là tốt, mình thấy những người đó mình rất là mình trân quý thôi, chứ còn mà mình không có phán đấu được. Mọi khi mà mình, thí dụ mình còn ăn mặn nè, mình chưa ăn chay được là mình đã thua người ta đó. Mọi khi người ta đã chay trường là rất là tốt, mà còn người ta, thí dụ người ta đi xã thân thì sao, là đi ra ngoài đi là không nhà. Đó, nói chung ra là rất là quý luôn á. Đi là truyền đạo cho bà con để học hỏi theo cái hạnh của Thích Minh Tuệ. Đó là đường giải thoát đó. Rồi có người ta hỏi sư làm gì thì không độ được ai hết trơn, rồi sao chú? Thì cái đó người đó người ta nó nghĩ sao tôi không biết cái phần đó. Tôi thấy như vậy là mình hiện nay giờ mình đang tập tu, mình phải nên học cái hạnh của Thích Minh Tuệ. Tại mình còn mê nè, mê nhà lầu xe hơi vợ đẹp con cưng, này ta xích lì ở đền đài mà, cũng như là học theo cái hạnh của là Đức Thích Ca rồi. Cái quý vị Phật tử đó là tính là lấy cái nồi cơm điện của Phật tử đó đổi cái bát của mà Minh Tuệ. Thì cái quý Phật tử đó là đang kính trọng là sư Minh Tuệ như là một người Phật sống như Bồ Tát, là muốn lấy cái bát của mình mà lại đổi cho là cái sư Minh Tuệ là muốn cần cái bát sư Minh Tuệ đem về cái lọc của mình thì cần lấy cái lọc của sư Minh Tuệ còn cái bát của mình, dù cho cái giá trị là mới mẻ thì Minh Tuệ rồi bây giờ có nhiều khi một ngày là 2-3 cái bát đổi bình thường, giờ mình lại đổi thì Minh Tuệ cũng vẫn đổi luôn, bởi vì sư Minh Tuệ là buông bỏ vật chất, là không cần cái cõi ta bà này dính níu gì hết đó, nên thì anh em chúng ta nên thận trọng là thầy Minh Tuệ. Kính thưa chú, thì hôm gài xôn xao trên cộng đồng mạng về một vị sư Thích Minh Tuệ, rồi đối với người dân miền Tây mình cảm nhận như thế nào chú? Mình thấy Thích Minh Tuệ là mình thấy cảm nhận là cũng như là Lý Chân Không, cũng như là Ức Thích Ca mà lìa đền đài vợ đẹp con cưng rồi đi là tìm đạo, điều đó là quý trọng nhất. Nói chung trong đất nước Việt Nam mình có chỉ là Thích Minh Tuệ thôi, chứ chưa có thấy người nào mà được như vậy. Trong nước ngoài nước ta ca tụng lắm nha, mà mình coi trên mạng mình thấy vậy là điều đó quá quý rồi. Cho con hỏi thì mấy chú thì hiện nay về cái vấn đề sư Thích Minh Tuệ thì ai cũng có thể khen hết, nhưng mà bên cạnh có một số người đang đảo phá, chú thấy như thế nào? Thì cái người đảo phá thì mình không biết sao, chứ ý của tôi nhận xét là phải nên ca tụng, tại vì ta Lý Chân Không mà một ngày ăn chỉ một hộp cơm thôi, một buổi cơm mà sống tiền không ham, mà nhà cửa cái gì cũng không ham hết, sống bờ sống bụi, miễn yêu cầu có một buổi cơm ăn là đi là truyền đạo cho bà con để học hỏi theo cái hạnh của Thích Minh Tuệ. Đó là đường giải thoát đó. Rồi có người ta hỏi sư làm vậy thì không độ được ai hết trơn, rồi sao chú? Thì cái đó người đó người ta nó nghĩ sao tôi không biết cái phần đó. Tôi thấy như vậy là mình hiện nay giờ mình đang tập tu, mình phải nên học cái hạnh của Thích Minh Tuệ. Tại mình còn mê nè, mê nhà lầu xe hơi vợ đẹp con cưng, này ta xích lì ở đền đài mà, cũng như là học theo cái hạnh của là Đức Thích Ca rồi, điều đó là tốt nhất rồi. Cái đó mình không thấy, mình chưa thấy, chỉ thấy trên mạng thì thấy kể sự đời gì đó. Sư gần đây trên cộng đồng mạng nói về sư Minh Tuệ thì đeo góc độ của chú cảm nhận về cuộc đời của sư như thế nào? Thì giờ mấy con hỏi thì chú nói theo cá nhân của chú là chú thấy ông sư Minh Tuệ làm như vậy là triệt để theo lời Phật giáo Hòa Hảo của mình đó, là ông có bốn cái không đó, là không có nhận của cái, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh của Hồng Vinh Giang, là ông đi cũng bình thường vậy thôi, nói chân đất đầu trần rồi đã áo không mặc quá bố vi, nhưng mà lượm những cái y đó của nghĩa địa nghĩa trang hoặc là người ta bỏ đó rồi mới may lại bận, không được nhận y may sẵn của bà con, rồi ăn thì ăn tới giờ ăn được bao nhiêu ăn nấy, ngủ cũng không được, ngủ ấm ngủ êm, ngủ phải ngủ rừng ngủ gốc cây ngủ phải ngủ ngồi nữa chứ không có được ngủ nằm nữa, thành ra đó là muốn dựng lên cái hình tượng chân chánh của người, đặng cho những có người nào mà có làm quá có lỡ làm lạc lối, có sai tới mà sai đặt sai trái đó thì mau cảnh tỉnh trở lại về đường ngay nẻo chánh đó.
bên cạnh đó thì hiện nay con thấy ông là đi không có mang dép á, rồi đầu trần nữa đó chú hai. Theo cảm nhận của chú sao? Cái đó là theo vợ ông bà mình nói dương đầu trần chân đất đó, nghĩa là cái gì cũng không có hết. Nắng 40 độ này đó, rồi cái giò mà tiếp xúc với cái đường nhựa là đâu phải là nó dễ, nó sẽ khó khăn hết, nó chảy. Rồi cái đầu nóng nữa, nó rõ ràng đó là mới rõ ràng đó. Nếu lại như vậy là hạnh đầu đà là đúng, theo cảm nghĩ của chú là đúng chứ không phải là không. Nó cực khổ. Chị thì hổng gài cộng đồng mạng xôn xao về sư Minh Tuệ, thì chị cảm nhận cuộc đời và cuộc hành trình của sư như thế nào chị? À, cảm nhận của em đúng không? Dạ, nếu nói về là cảm nhận của em thì là mình trân quý thôi, tại vì bản thân mình là người phàm, mình chưa có được giống như là mình trai trường với lại mình thành tâm vậy đó, thì nói chung là tốt, rất là tốt luôn, nói chung là mình rất là quý luôn á. Dạ. Rồi chị thấy sư không có nhận tiền gì chứ hả chị? Đúng rồi, sư không nhận tiền, nói chung mình tu là mình giải thoát rồi, mình đâu nhận tiền thế gian làm gì nữa anh. Đúng không? Bên cạnh đó em nghe nói là sư ngủ ngồi không có không chị? Cái đó thì em cũng thấy thôi, nhưng mà em cũng chưa có thì tìm hiểu gì nhiều. Và đặc biệt là những cái bộ y của ông là kết từ những cái mảnh vải ở nơi nghĩa trang, thì chị có nghe không? Không, cái đó em cũng chưa coi, chỉ thấy là sư đi thôi. Dạ. À, sư tên gì vậy? Không yêu biết chúng ta đừng nói cái gì tu thì mình không có, mình đâu có bằng nữa đâu. Có nhiều người thấy phê phán nhưng mà đó không đúng, tại nhưng một khi mà người mình mà phát tâm về tu á thì rất là tốt. Mình thấy những người đó mình rất là mình trân quý thôi, chứ còn mà mình không có phán đoán được. Mỗi khi mà mình thí dụ mình còn ăn mặn nè, mình chưa ăn chay được là mình đã thua người ta đó. Mỗi khi người ta đã chay trường là rất là tốt, mà còn người ta thí dụ người ta đi xả thân thì sao là đi ra ngoài đi là không nhà. Đó, nói chung ra là rất là quý luôn á. Thiệt. Tại vì em cũng nói chung nhiều khi em cũng còn phát tâm, em cũng muốn chơi trường nữa mà. Đó, cái đó là tâm nguyện của em xưa nay luôn á. Giờ chị thấy những cái công hạnh của sư Minh Tuệ có giống như Đức Phật ngày xưa không? Đó thì em chưa biết, chưa ấn sáng, nhưng mà nói chung là cảm nhận của em thì nói chung là em hồi đó giờ em rất là thích coi về Đức Phật Thích Ca rồi đó. Em biết nhiều, biết nói chung là em, nói chung là thời gian của em rảnh là em cứ coi kinh Phật em hiểu, biết. Vậy là chị cũng hiểu về đạo đó. Hiểu, hiểu em đạo Phật mà. Cái công hạnh chú Minh Tuệ có giống giống như Đức Phật Thích Ca ngày xưa không ạ? Giống. Dạ. Nhưng mà thấy thời buổi bây giờ mà có một vị sư không nhận tiền là thấy nó cũng hiếm hả chị? Đúng rồi. Mình đã ví dụ mình tu giải thoát mình đâu nhận tiền thế gian làm gì nữa. Đúng không? Không, mà đặc biệt là cái bình bát của ông là bằng cơm điện đó chứ. Cái đó thì em cũng không có để ý cái phần đó. Nhưng mà giống chung là biết một phần nào, tại vì em lo làm, biết là sư đi, sư không nhận tiền, nghĩ lại sư đi rất là tốt, vậy là rất là tốt. Mấy chị đại diện cho người miền Tây mình gỡ lời sư chúc hành, chúc sư tu hành đạt đạo đi. Đúng rồi. Nói chung là em là tâm cũng nguyện nhiều, nói chung là thấy được vậy rất là tốt, em chúc cho sư là sớm ngày tu hành đắc đạo. Dạ. Cảm ơn chị. Minh Tuệ cũng thực hành theo đường lối của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là buông bỏ hết trơn hả chú? Dạ, buông bỏ hết. Con nghe nói sư đi đến đâu đều là ngủ đến đó. Dạ. Mà đặc biệt là đi lội bộ, đi chân không chứ không có đi xe. Lội bộ, bằng đêm thì ngủ theo nghĩa địa dưới dạ cầu. Quần áo thì đi gặp cái tấm vải nào mà thấy vừa bụng thì giặt tự là may vô chứ. Là mặc chứ không cần mua vải mới, bà con ta cho tiền cho bạc thì cũng không cần nữa. Theo như chú cảm nhận á, với cái sự hành đạo của sư Thích Minh Tuệ như vậy đó, thì kéo dài hoài thì chắc có lẽ là không bao lâu ông sư Minh Tuệ sẽ đắc đạo phải không? Dạ đúng rồi, nếu hành như là đắc đạo liền, đắc đạo tại thế đó. Dạ. Theo hiện tại thì chú có thể hy sinh cho bản thân mình hành giống như sư Thích Minh Tuệ? Thì nói chung mình cũng muốn vậy mà mình còn chưa, tại mình còn đang mê nhà lầu, vợ đẹp con cưng, tại vì mình gây là mình phải còn trả cho giờ nữa. Nếu mà cũng nhiều người cũng muốn theo ý mà chắc cũng không được đâu, chứ không phải dễ đâu anh em huynh đệ ơi. Khó kiếm lắm. Đúng rồi. Theo cuối lời bình luận về sư Minh Tuệ thì chú có đôi lời gì chúc cho đồng đạo chúng ta tu theo gương hạnh của sư Minh Tuệ không chú? Tôi cũng thay mặt cho là tín đồ thì chúc cho đồng đạo nên học theo cái hạnh là sư Minh Tuệ đặng mà tu đặng đường giải thoát. Dạ, buông bỏ hết. Thầy nói là mê chúng sanh giác thì Phật. Đó, thì mình buông thì thành Phật liền. Thì nói chung Đức Thầy mình dạy cái đường tu nó dễ lắm, mà ngặt hiện giờ mình đang mê. Đạo anh bằng đúng rồi, dạ.
còn ăn bánh xèo còn biết ngon, ăn cháo còn biết ngon đây, thành ra mình còn mê lắm mấy chú ơi. Gắng học theo cái hạnh của Xích Minh Tệ là giải thoát liền. Với hai cái đường tu mình á, anh em hiện nay giờ nhiễm vào danh lợi tình. Ba cái đó tôi hứa với đồng đạo, nếu anh em nào mà giết được là về cõi Phật cái rét liền. Tôi đang hành. Vậy mình đừng nghĩ ta đây là trưởng đoàn. Lợi lợi là cái tiền bạc bà con đóng góp để về làm giàu thì không nên làm. Tình là tình cảm lê thế, có vợ còn muốn kiếm thêm, tức là sai với cái chân lý của thầy dạy hết trơn. Rồi, vậy là cảm ơn. Vì, để cuối lời thì cây tiếp Nam Mô Di Đà Phật. Thầy đang xôn xao trên mạng, chú cảm nhận như thế nào về sư Minh Tệ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa toàn cả các bạn mến, hôm nay là Vũ Thọ ông Ba cũng gặp mấy đại đồng đạo của chúng ta. Thì giờ qua sư Minh Tệ thì đã nghiên cứu qua là mình thấy là đi từ Nam ra Bắc là đầu trần chân đất. Thì coi như là đi từ Nam ra Bắc là từ Bắc vô Nam. Thì Nghệ An, Hà Tĩnh là đi đó, là bà con đã kính bái là sư Minh Tệ là coi như là người Bồ Tát và người Phật sống. Thì đi ngủ nghĩa trang, nghĩa địa. Và còn mấy cái y mà cúng giải đó thì nói chung ra sư không nhận. Chỉ cần ăn một bữa cơm và uống một chai nước suối cúng dư là sư không có nhận. Là tới mà giờ hôm nay thì sư đã cho biết trước là một cái y này là gọi là ba y. Ba y gọi là tu theo hạnh là 13 đầu đà là gọi Phật Thích Ca. Là ngày đó đi năm nay năm thứ 6 của anh nhà mình. Thì cô bác mình có qua cái coi qua clip là sư Minh Tệ, bác mình nghe qua là đầu trần chân đất thì cúng dường chỉ cần là một bữa cơm và ngủ là ngủ về nghĩa địa nghĩa trang. Còn vấn đề là cô bác tặng gì dư cũng không nhận, cô bác vừa đủ mà mưa cũng chẳng đi, đang dùng thực mưa cũng chẳng ngồi ăn, còn ngủ thì ngủ ngồi ngủ gốc cây. Là năm nay năm thứ 6 người bác anh em mình là cả nhà cho biết trước là hôm nay cũng có mấy anh em đồng đạo đến đây để phỏng vấn về cái vấn đề sư Minh Tệ, thì mình đã nói qua toàn thể anh em mình để nắm bắt để mình biết mình coi không hỏi thêm. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hiện nay thì sư Minh Tệ trên cộng đồng mạng thấy thì ông đi ở phía sau nhưng phía trước cũng có một đoàn người quét để cho ông đi, chuyện đó có không vậy ông sư huynh? Có luôn. Thì tại Nghệ An thì hiện giờ sư Minh Tệ đang đi thì có 4-5 vị Phật tử là đi quét trước rồi đoàn đi Minh Tệ đi sau. Rồi vô trong cái nghĩa địa thì cũng chẳng vô đó quét luôn. Chẳng vô đó quét để vô sạch để cho đoàn sư Minh Tệ là giác quý cô bác. Khi mình tại đi tới đâu là cũng có anh em sùng bái là từ Nghệ An, từ Hà Tĩnh, Thanh Hóa về đi tới đâu đông đó các bác. Hàng ngàn từ từ nó sẽ lên, ngàn đông. Rất là quý. Dạ. Rồi. Với hiện nay thì con thấy ông đi phía sau nhưng phía trước có Phật tử quét dọn đường cho đi đó chú hai. Cái đó là những cái này là ta tin tưởng ta làm theo vậy thôi. Chứ trong cuốn kinh Hiền Ngu á, chú cũng nhớ hồi lúc mà ông Phật Thích Ca đó, ông đi chỗ này chỗ kia ông thuyết pháp đó, ông đi tới một chỗ, tới một nước nọ có 500 vị ăn mày. Rồi ông ở đó, ông mới đợi 500 vị ăn mày nữa đi nữa, rồi ông mới đợi ăn nó. Đó là tức khắc kỳ thời. Thì bây giờ cái người ta tôn trọng cái hình thức của cái ông sư Minh Tệ này. Ông là như vậy đó, thành thử ra người ta nói theo, người ta tiếp. Ta dọn đường như thôi chứ không phải là đi cuộc đời. Thí dụ như đi qua cái đoạn đường của người ta, của người ta, ta ủng hộ, ta tiếp dục, ta tiếp một khúc vậy. Nếu mà ông không chân chánh là chắc không ai tiếp như vậy. Đó, ông đâu có nhận cái gì đâu. Cho ông không lấy mà ăn uống bao nhiêu. Mà hơn nữa cái tiểu sử ông Thích Minh Tệ rất tốt. Ông làm rồi cái bổn phận của mà người công dân ở nhà rồi. Ông đi nghĩa vụ xong xuôi đàng hoàng, về nhà ông làm bưu điện xong xuôi đàng hoàng hết một thời gian, rồi xong xuôi đó gia đình mới chia của cải cho ông. Ông nói ông không nhận, ông chỉ xin nhận cho mẹ gia đình cho ông đi tu được thôi. Bây giờ gia đình gia mẹ ông cho ông đi tu như ông tội nguyện ông rồi, ông đâu có dính líu gì đâu. Đó, thì như vậy là thấy tốt chứ không có gì mà có đâu. Hiện nay thì con nghe nói là khi mà ông đi có bơm bớm đến bay là gần ông nữa đó, chú hai có nghe nói. Cái vụ đó thì chú không biết, cái đó nó cũng hơi quyển quạt quá. Cái chú nào chú biết thì chú nói, thôi cho nó chú không nói, chú không biết. Vậy, có một người ta chơi sư Minh Tệ là ôm cái nồi cơm điện rồi đi mặn áo giá vậy là đồ ba trợn vậy, anh thấy người ta chơi vậy thì sao? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay thì có quý vị là mỗi người mỗi khác, thì có người thì khen Minh Tệ, có người thì chê Minh Tệ. Bởi vì sư Minh Tệ đây là đi ra là từ Nam ra Bắc, mà bây giờ nếu ai đi được sư Minh Tệ á thì quý vị người ta lên tiếng cho 2 triệu. Còn nếu mà mình nói người ta giả, mà tại sao mà mình không đi như Minh Tệ là từ Nam ra Bắc là đầu trần chân đất mà nắng từ giá 40 độ trở lên, còn mình tại sao mình ở nhà mà niệm mắm trang nghiêm có quạt máy quạt gió mình còn hôi thân nực. Như vậy là mình phải khẳng định là tách ra là cái nào thiệt giả. Em mới đẩy như kỹ nha, cái nào thiệt giả. Nhưng mà ông không nhận tiền nữa hả? Không bao giờ nhận tiền, chứ Minh Tệ ở đó giờ là cúng dường tiền, không giờ nhận, có chúng cơm, cúng nước suối. Là chỉ cần ăn một ngày là một buổi cơm thôi.
còn ngủ thì ngủ nghĩa địa và ngủ trong gốc cây, là ngủ ngoài không có bác anh em mình. Nói thì anh em mình chỉ biết trước là đừng có đánh giá rằng Chú Minh Tệ là giả, chỉ cần là mai là từ cái áo tan rồi từ cái đóng giác mà lụm vô để mà khâu để mà thành cái y đó của bác. Ba y của bác là tu theo là 13 đầu đàn là cũng Phật Thích Ca, mình phải đánh giá vào là ai thiệt ai giả. Mình đừng có thấy là Thiên Minh Tệ đi ra mà người ta ủng hộ đông quá mình nói vậy là tội nghiệp thầy ngay cô bác anh em mình. Chính là mình đây là cũng đồng đạo, mình còn kính nể là Minh Tệ là gọi là cũng như là Phật sống vậy đó. Tại vì mình làm chưa được mấy đại, mình nắng nôi mình còn có quạt gió quạt máy, mình còn than, còn Chú Minh Tệ đi đầu trần chân đất mà đi từ Nam ra Bắc. À đúng rồi đó. Và hiện nay thì trên mạng á, như mấy đệ thấy thì có một cái cô Phật tử này cũng lấy chính cái nồi cơm điện mới của mình để đổi cái bát của Sư Minh Tệ cũng bằng nồi cơm điện hình thành đó, thì chú thấy cái đó là do đâu, cái động lực nào? Thì cũng như hiện bây giờ là cái quý vị Phật tử đó là tính là lấy cái nồi cơm điện của Phật tử đó đổi cái bát của mà Minh Tệ. Thì cái quý Phật tử đó là đang kính trọng là Sư Minh Tệ như là một người Phật sống, như Bồ Tát, là muốn lấy cái bát của mình mà lại đổi cho là cái Sư Minh Tệ, là muốn cần cái bát Sư Minh Tệ đem về cái lọc của mình. Thì cần lấy cái lọc của Sư Minh Tệ còn cái bát của mình, dù cho cái giá trị là mới mẻ thì Minh Tệ rồi bây giờ có nhiều khi một ngày là 2-3 cái bát đổi bình thường. Bây giờ mình lại đổi thì Minh Tệ cũng vẫn đổi luôn. Bởi vì Sư Minh Tệ là buông bỏ vật chất, là không cần cái cõi ta bà này dính níu gì hết. Đó, nên thì anh em chúng ta nên thận trọng là thầy Minh Tệ. Và cho để hỏi thêm á, là phải cũng như là cái Sư Minh Tệ đi tới đâu là dân chúng sùng bái kính phục tới đó. Thì tại vì cái lương tâm của mình á, cái giác quan của chúng sanh mình á, là nghĩ là tại vì Sư Minh Tệ đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam là đi đầu trần chân đất, là chúng sanh mình nghĩ là có chỉ gặp một vị Phật mới vậy được thôi. Còn ngủ ngồi là gốc cây hay là nghỉ địa không, chứ không có ngủ là nằm như anh em của Phật tử khác. Thì nên là cái bát này là quý vị ta Phật tử ta muốn cần đổi cái bát mới vô Minh Tệ, lấy cái bát của thầy Minh Tệ để người ta lấy cái lọc, ta lấy theo cái lọc đó. Vậy là nếu như Sư Minh Tệ, gương hạnh của Sư Minh Tệ mà nãy giờ theo chú hai cảm nhận đó, rồi có giống với Đức Phật khi xưa ngài còn đang hành đạo không? Cái nó giống với không giống thì cũng phân định được, nhưng mà rõ ràng nó giống vậy. Bởi vì ông Sư Thích Minh Tệ này, ông đâu phần ông bằng ông Phật Thích Ca, ông Phật Thích Ca đã hy sinh hết trơn mà ông là thái tử cung đàn địa ngục có hết trơn mà sao còn đi được. Bởi vì ông Sư Minh Tệ này chẳng qua là ông hiểu biết ông đi như vậy, ông tập trong theo hạnh theo cái con Phật Thích Ca vậy thôi, thì như vậy thì ta cũng phải đáng nhớ. Nhưng mà ông Thích Minh Tệ này ông cũng đi theo con đường trung đạo, mà sau khi mà cái hạnh độ khó khăn quá mà tu ép sát quá đó, ông mới không nhận đi qua cái đường khác, thì bây giờ vẫn đi vẫn thọ thực. Đó, như hồi xưa như vậy đó, như là phái Nam Tông truyền thống hồi xưa đi tới đâu thì dùng tới đó. Nói mà dùng vậy thôi, là tới bữa dùng có nhiều, dùng nhiều có ít, dùng ít. Tới bữa mà không có thì cũng phải dịch chứ đâu có nói gì được. Đó, thì bây giờ chú cảm nhận được. Vậy những cái gương hạnh tu hiện nay thì bao nhiêu người hành được cái hạnh giống như Sư Minh Tệ chú hai? Cảm nhận của chú. Theo bà con hỏi vậy chú biết, nếu mà nói nhà sư không, bây giờ trả lời sư sao? Nói ví dụ bên mình không có sư, mà bên kia có sư, nói ngày sư này ha, kể như người tu ơi, mà nói chung là gì được, ăn là đếm trên đầu ngón tay thôi, rồi đếm trên đầu ngón tay đó. Vậy cuối lời thì chú không biết gì là sau khi mà đền tròn mà nở nước xong, cứ nhà xong đó, giờ Đức Thầy có vậy, việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước mới rõ lòng hiện nhân. Sau khi hồi nãy chú cũng kể cái tiểu sử của gia đình của ông Chích Minh Tệ rồi, bây giờ ông đi được như vậy rồi thì mình cầu chúc cho ông đi tiến triển lên con đường đạo pháp vậy, đi tới luôn, tới cho thành đạo luôn, chứ đừng có mà quay về, đừng có mà dọc đường mình nói rớt cái gì đó, đang tiến lên, tiến tới càng ngày càng tiến. Rồi hay quá. Rồi. Để mà giữ được cái phẩm hạnh gì tới cuối đời rồi đắc đạo à? Cái này thì nói chung ra thì đại hỏi thì huynh trả lời, thì cái này là trước mắt thì mình thấy dân chúng ta sùng bái là cả ngàn ngàn người, mà hiện giờ thì cái vụ mà nếu mà Sư Minh Tệ là nếu mà giữ được cái vấn đề cái bổn phận Minh Tệ y văn vậy đó, thì sau này cái đó thì mình đâu khẳng định được. Hiện giờ chứ mình thấy vậy là mình thấy vậy, mình kính bái là phụng vậy thôi à, chứ mình không dám nói là mình còn chúng sanh, mình không dám nói và biết trước được. Mà sự hành của Sư Minh Tệ là rất là mến mộ, vì đi tới đâu là dân chúng sùng bái tới đó, đi mà người ta quét đường đến đó mà công an lại là còn dẹp đường cho Sư Minh Tệ đi luôn vậy đó. Hiện nay thì nửa tháng mới tắm một lần, nhưng mà cơ thể vẫn không hôi như người thường mình như vậy, có không vậy chưa? Có, vừa qua thì cũng có một số anh em là ngoài Hằng Nghệ An đó, thì nói là Sư Minh Tệ là nửa tháng tắm một lần, mà cái anh em ta lại gần bên, cứ đứng gần bên mà không hôi. Nghe nói là một mùi hương như trầm thôi. Vậy sao? Là chính xác là có, là như là mùi thơm rất là
là như chồng chứ không phải là như mình không tắm một ngày sao cho nổi. Hôm qua nay có bớm bay lên đầu luôn á. Thì Quynh chưa có thấy cái clip đó, Quynh cũng đang theo dõi hoài đó. Đó. Hay, rất là hay. Nếu mà mấy anh em mà phỏng vấn thì mình đại rất là hay luôn. Rồi bây giờ là cuối cùng, giờ mấy vị sư mà thường dùng của thế á, vậy nên trở lại con đường chánh ha. Thì bây giờ mình phải coi thẹn minh tệ, thì trước mắt là như vậy, thì mình phải làm sao nó giống như minh tệ đó đại. Bởi vì là cái minh tệ không dùng tiền, chỉ cần dùng một bữa cơm, ngủ ngồi thiền kiết già là tặng gì cũng lấy, chỉ cần có nhiêu đó là 13 khổ hạnh là đồ đầm đó rồi đó. Thì anh em mình cũng học hỏi theo minh tệ đi ha, mình chính xác cho đi ha. Thôi giờ để Quynh kết thúc đi, thôi để cầu chúc cho ba anh em Quynh đệ mình để quay lên có một cái like nào đó cho bà con ủng hộ cho vị đệ tên gì? Lâm Sầu Mộng đệ. Lâm Tam Hòa, Hòa Tử. Vậy ha, rồi mấy cô mấy chú cũng chúc cho mấy quý vị này cũng like nha mấy cô. Thôi cũng chào ba anh em Quynh đệ mình ha. Nam mô. Thưa quý vị, thì xôn xao gần đây về cộng đồng mạng từ Nam ra Bắc chung, thì về cái vấn đề của sư Minh Tệ. Như vậy thì quý vị cộng đồng mạng biết sư Minh Tệ là người như thế nào và ông đã hành đạo ra sao, thì mời quý vị bình luận ở dưới phần video của chúng tôi cho chúng tôi được rõ thêm một cái phần nào đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì sư Minh Tệ là một cái người xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng, tức là buông bỏ vật chất ở thế gian mà hành đạo bằng cái tinh thần là hỷ xả, không có vật chất chi cả. Rồi ông tập hạnh ngủ ngồi 13 hạnh đầu đà, tức là không giữ tiền, không nằm giường cao, không ăn quá ngọ, và đặc biệt một điều nữa là sư có một cái sức thiền định rất là kiên cố, chịu đựng được nắng xưa, nắng mưa sương gió, thì ngủ thì ngủ ngồi là thấy con người có sức thiền định rất là cao. Vậy là đối với phần anh Lắm, thì anh Lắm cảm nhận về sao khi mà về vấn đề của sư Minh Tệ? Thì kính thưa với quý thính giả và chư quý đồng đạo thân mến, thì theo sự cảm nhận về riêng cá nhân của chúng tôi thì thấy đó là sư Minh Tuệ hết sức là một cái người nhẫn nại để hành luôn 13 hạnh đầu đà mà trước đây các vị đệ tử của chư Phật còn tụ thế cũng đã trải qua hành về những cái pháp môn đó, và các vị đó đã được đắc đạo và đã được giải thoát. Thì hiện nay mà chúng ta là những cái người Phật tử, hoặc giả là chúng ta là cái người đệ tử của Phật, thì chúng ta phải hành theo cái hạnh của Ngài để được giải thoát như Ngài. Thì theo chúng tôi thấy, với một cái sức mà thiền định ngủ ngồi như sư Minh Tệ đó, ngồi mà thiền định rồi ngủ luôn đó, thì ít có ai mà có quý vị. Rồi bên cạnh đó, sư Minh Tệ lại là nửa tháng mới tắm một lần. Nhưng mà mỗi lần khi mà ít tắm như vậy, nhưng mà thân thể của ông thì rất là thơm tho, chứ không phải như mọi người mà theo như chúng ta mà không tắm một ngày thôi thì rất là hôi, nhưng mà sư Minh Tệ thì vẫn không hôi quý vị, không phải như người thường. Thì đó là những cái sự mà cảm ứng do cái sự đức độ và tu hành của ông á, và cái sự hành đạo dị giới của ông á, cho nên nó toát ra được một cái mùi thơm. Đó là do cái con người chúng ta không có chứa chấp những cái phiền não, những cái tham sân si và những cái ganh ghét hờn, cho nên nó toát ra một cái mùi hôi nó cũng vẫn là thơm quý vị. Và bên cạnh đó thì tất cả những cái tiền của thế gian mà chúng tôi thấy hiện nay xôn xao trên mạng á, thì người ta đến chẳng hạn như Phật tử đến để cúng tiền cho ông, hay là giả là muốn đổi cái bát tốt nhưng mà ông không bao giờ nhận, chỉ dùng một cái bát bình thường, và bên cạnh đó thì không có nhận tiền mà chỉ nhận thức ăn, mà không giữ thức ăn nhiều quá, chỉ đủ buổi rồi thôi. Nhưng mà đặc biệt nhất là sư đi đâu cũng đều là loại bộ quý vị, rồi đó là đầu trần và giò cũng không mang dép, mà dù cho trời nắng chang chang đi chăng nữa thì nhà sư cũng vẫn giữ nguyên một cái ý niệm đó, không bao giờ thay đổi. Thì mình thấy cái việc mà hành đạo và cái việc mà nhẫn nại của nhà sư thì ít có ai mà làm được cái công hạnh đó. Vì vậy mới ghép vào là 13 hạnh đầu đà mà trước đây các vị đệ tử của Đức Phật đã hành và đã thực hiện, và mấy vị đó đã được đắc đạo và được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Vì vậy mà hôm nay chúng ta muốn được mà gắn quá cù, muốn được mà trở thành được một cái viên ngọc quý, thì bên cạnh đó chúng ta phải giũa, bào, chùi, gọt thì nó mới có thể thành nên một viên ngọc quý được. Thế nên Đức Thầy cho biết là ngọc nhờ lao, ngọc mới gạ ngời, kim mài giũa, kim kia mới bén.
hoặc giả là sát trần tục như cây cảnh khến, làm hiền hoài ác phải tiêu mòn, đẻo với bào giết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Vì vậy mà chúng ta muốn trở thành được một viên ngọc quý, muốn được mọi người quý yêu, muốn trở thành được một cái người giải thoát, thì bên cạnh đó chúng ta phải bỏ ra cái sức nhẫn nại và phải chịu khó khổ luyện thì nó mới đạt được kết quả. Thế nên Đức Thầy của chúng ta ngài lại có một đoạn, một câu văn như sau: muốn làm thầy thì phải khổ, phải lao. Thế nên muốn làm được một ông thầy giáo, một kỹ sư hay là một nhà bác học thì bên cạnh đó chúng ta phải bỏ ra công sức để nghiên cứu và trau dồi thì chúng ta mới có thể thành tựu được. Và hiện nay đối với một cái quả vị Phật cũng vậy quý vị, chúng ta phải có giới luật tinh nghiêm, và bên cạnh đó chúng ta phải hành những cái công hạnh từ thiện và những cái sức nhẫn nại cũng như giữ giới, và bên cạnh đó chúng ta phải giúp đời thì chúng ta mới đạt được kết quả sau này, đúng không đệ? Chứ như không mà chúng ta không bỏ ra công sức mà làm gì chúng ta được một cái kết quả và cái thành tựu tốt được. Vì vậy mà chúng ta muốn được trở thành một cái viên ngọc quý, hoặc chả là được một cái người tốt, hay bên cạnh đó muốn được đắc quả thì bên cạnh đó chúng ta phải bỏ ra công sức. Vì vậy theo lời cảm nhận của sư huynh như vậy, đệ tâm thấy như thế nào hả đệ? Thấy rất là chí lý quá vậy. Như vậy thì sư Minh Tại chúng tôi nhận định rằng là một cái người chánh đáng để cho các vị chúng ta học theo cái gương hạnh đó.